Phật giáo Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn Người giảng Pháp Sư Tình Không Địa điểm Boston, Úc Châu Điểm 1 xin chào các vị đồng tu năm nay đầu năm mới là chúng ta bắt đầu có thể ở âu châu nơi này tụ hội cùng giảng nói phật pháp với mọi người tôi cảm thấy rất là hoan hỷ Nhân duyên Thật là tốt đẹp Không gì bằng Đề mục cho lần giảng này Chúng ta chọn lấy Đề tài là nhận thức Phật giáo Đề giảng này Là từ những năm trước Ở cựu Kim Sơn có một miếu thiên hậu là từ đài loan chúng ta tách nhánh đến nước mỹ miếu thiên hậu mời tôi diễn giảng tôi liền nghĩ ngay đến đề tài này đồng thời cũng viết ra một đại cương như vậy thế nhưng vào lúc đó thời gian chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ không thể nào giảng giải tường tận vì sao vào năm 92 tôi đến thăm viếng ở Miami lúc đó phía đông của nước Mỹ ở mỗi một thành phố tôi đều vì mọi người giảng giải đại ý của kinh địa tạng. Sau khi đến Miami, cư sĩ tăng hiến dĩ. Vì sao ông cũng xuất gia rồi? Tiếng Anh của ông rất tốt, năng lực thông dịch rất giỏi. Vào lúc đó cũng có một số người ngoại quốc đến nghe. Tôi xem thấy tình hình của hiện trường liền đổi ngay địa giảng không giảng giải kinh địa tạng mà giảng giải nhận thức phật giáo này tôi nhớ lại thính chúng ở miami so với hiện trường hiện tại này của chúng ta chỉ được phân nửa số lượng chỉ bằng phân nửa Thế nhưng Ảnh hưởng của một tuần Giảng giải đó Rất lớn Bằng thu âm đó Vì sao Mang ra Viết lại thành một quyển sách Tôi nghĩ các vị đều đã xem qua Lưu truyền khắp thế giới Số lượng in ra Cũng rất nhiều Lần này tô hoàng pháp ở singapore các đồng tu ở singapore gần đây muốn đem những băng thu âm này làm thành đĩa để cho dễ cất giữ thế là mọi người đến nói với tôi họ nói nhận thức phật giáo quyển sách nhỏ này rất là quan trọng đáng tiếc là không có thu hình nếu như có thể làm thành đĩa thu hình thì là lý tưởng nhất cho nên lần này chúng ta có duyên đến đây để đáp lại nguyện vọng của họ lần này chúng ta cố gắng thu hình làm thành một bộ đĩa tương lai phổ biến có thể dễ lưu thông Đi là nói sơ lược qua cái nhân duyên này Cho các vị nghe Học Phật Thời đây Chúng ta ở rất nhiều quốc gia Khu vực khác Xem thấy người học Phật Càng ngày càng nhiều Thế nhưng trước cuộc Phật Pháp là gì? người chân thật có thể hiểu được rõ ràng tường tận thì lại không nhiều do đó đề mục này đích thực là vô cùng quan trọng những năm đầu ở trung quốc vào những năm đầu dân quốc dường như là năm dân quốc thứ 12 hai lúc đó có một vị tiên sinh tên âu dương cảnh vô tôi nghĩ đối với phật giáo trung quốc phật giáo cần đại người hiểu nhiều một chút thì đều biết đại sư âu dương ông đã từng có một lần diễn giảng qua ở trường đại học Trung Sơn Đệ Đị Tứ đi giảng của ông là Phật giáo không phải là tôn giáo không phải triết học mà là người đời nay cần đến lần diễn giảng này đích thực là đã làm chấn động toàn thể giới phật giáo trung quốc bởi vì thông thường mọi người đều đem phật giáo xem thành tôn giáo vì sao phật giáo không phải là tôn giáo chứ trong giới học thuật đặc biệt là giới học thuật của nhật bản đem phật pháp xem thành triết học đại sư âu dương nói phật giáo cũng không phải là triết học thế nhưng rốt cuộc là gì ông không nói ra ông chỉ nói đó là người đời nay cần đến người hiện đại cần thiết phải học tập lần diễn giảng này do học trò của ông là cư sĩ dương ân dương ghi lại đây là ghi chép rất nổi tiếng được phổ biến vào những năm đầu dân quốc vào năm 77 tôi ở thư viện phật giáo trung hoa hồng kông xem được bản chép của thiên diện giảng này từ ngữ của thiên này sau đó tôi mang đến đài loan phiên dịch in ấn lưu thông cũng rất nhiều khi tôi đọc xong Quyển sách nhỏ này Cảm thấy quan điểm của ông Rất là chính xác Vậy thì Phật giáo suốt cuộc là gì vậy? Chúng ta cần phải nhận biết nó tường tận Phật giáo là giáo dục Đích thực là giáo dục Chí thiện viên mãn Mà Thích Ca mâu Ni Phật đối với chúng sanh chính pháp giới từ những chỗ nào mà chúng ta có thể thấy ra được vậy trước tiên chúng ta từ phương diện xưng hô trong Phật giáo thì có thể phát hiện ra. Bạn xem, chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Sư là thầy giáo. Bổn sư chính là thầy giáo ban đầu. Dùng lời hiện đại để nói, chính là người sáng lập ra giáo học này. Ngài là một vị thầy sáng lập còn chúng ta tự xưng là đệ tử đệ tử là học trò cho nên từ nơi xưng hô mà thấy thì rất rõ ràng nhận ra được chúng ta cùng với phật là quan hệ thầy trò trong tôn giáo không có cách xưng hô này trong tôn giáo có quan hệ chủ và tớ quan hệ cha và con Quan hệ thần và người quan hệ loại này Không có trong nhà Phật Việc này chúng ta cần thiết Phải nhận biết cho thấu đáo Phật giáo Người sáng lập là Thích Ca Mâu Ni Phật Lịch sử của Ngài ở đây Chúng ta Không cần phải mất thời gian Trong sử truyện đều có thể xem hiểu ra được Ngày sinh ra ở Bắc Ấn Độ Ngày đây là Nepal Phía Nam của dãy Himalaya Ngày sinh vào năm giáp dần thứ 26 Châu Chiêu Dương của Trung Quốc Phật diệt độ là Vào năm 53 Châu Mục Dương Đây là ghi chép Trong lịch sử Trung Quốc Thế nhưng Niên đại của Phật Trung Quốc và ngoại quốc Ghi chép Sai biệt rất lớn Chiếu theo ghi chép này Thì từ sau khi Phật diệt độ đến nay Phải là 3.021 năm Thế nhưng ghi chép của người ngoại quốc Năm nay mới hơn 2.500 năm Khác biệt nhau có đến 600 năm Vì việc này Không chỉ là Phật Đà Nếu như là người xưa Khảo cứ niên đại Năm sanh Dường như Đều có rất nhiều cách nói khác nhau Rốt cuộc thì cách nói nào là chính xác vậy? Rất khó đoán định Cũng có thể nói là không cách gì mà đoán định được Nhưng mà những việc này Thực tế mà nói cũng không phải là quan trọng lắm Chúng ta không làm công tác khảo cổ Cho nên việc này không quan trọng Thêm chút là chúng ta phải hiểu rõ giáo nghĩa của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Đích thực là một con người Năm xưa giảng kinh nói Pháp Cũng đích thực đã lưu lại rất nhiều kinh điển Đây là việc đáng được chúng ta khẳng định Phật giáo chính thức truyền đến Trung Quốc Là Hậu Hán Năm thứ 10 Niên hiệu Vĩnh Bình Công nguyên năm 67 Lúc đó chính thức tiếp nhận triều đình Trung Quốc Cũng chính là Đế dương Trung Quốc Phái đặc sứ nghinh thịnh đến Trung Quốc Không chính thức Trong lịch sử Cũng có ghi chép lại Đại khái Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc Đã có tin tức Của Phật truyền đến Trung Quốc thế nhưng chúng ta từ trong lịch sử mà nói vẫn là lấy quốc gia chính thức mời thỉnh mà ghi chép lại thế cho nên phật giáo chúng ta y theo cương lĩnh này mà nói phật giáo là giáo dục của phật đà phật đà là từ tiếng phạn dịch âm ra ý nghĩa của nó là trí tuệ là giác ngộ vì sao năm đó phiên dịch mà không đem nó dịch thành trí giác dịch thành trí giác ngày nay chúng ta xem thấy danh từ này thì cũng sẽ rất dễ hiểu không đến nỗi mê hoặc vì sao lại không phiên dịch như vậy đây là thể lệ trong phiên dịch kinh điển thời xưa có năm loại không dịch gọi là năm điều không dịch đây là thuộc về một trong năm loại đó điều này thuộc về hàm nghĩa quá nhiều nên không dịch cái danh từ này có rất nhiều ý nghĩa trong đó trong từ dựng của trung quốc không tìm ra một chữ tương đương để phiên dịch cho nên liền dùng dịch âm sau đó thêm phần giải thích trí mà trong chữ phật đà này nói cùng với trí tuệ mà trong khái niệm thông thường của chúng ta là không giống nhau do đó cần phải thêm phần giải thích trí tuệ đó nếu như tóm lại mà nói chính là đối với quá khứ vị lai của vũ trụ nhân sanh đối với tất cả pháp này họ đều có thể thông suốt hơn nữa thấu suốt chính xác thấu suốt rốt ráo viên mãn trí tuệ như vậy mới gọi là phật đà chúng ta nghe qua cách nói này rồi hoặc nghe qua Thì thật là rất khó tiếp nhận Chủ này có một chút giống như trong tôn giáo Gọi Thượng Đế là toàn tri toàn năng Con người thì làm gì có được như vậy Còn Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta Tất cả chúng sanh Bao gồm chính con người chúng ta trong đó Đích thực Đều có cái trí tuệ này Đều có cái năng lực này Do đó Phật Pháp Đối với tất cả chúng sanh Đều là có cái cách nhìn bình đẳng vốn chỉ bình đẳng Phật cũng không cao hơn chúng ta một bậc Chúng ta cũng không kém hơn Phật chỗ nào Là bình đẳng Tuy là bình đẳng thế nhưng trí tuệ năng lực của chúng ta ngày nay xác thực là không thể giống nhau được ở trong xã hội có người thông minh cũng có người ngu si có người năng lực rất tốt có người năng lực rất kém vì sao có hiện tượng này nảy sinh vậy phật nói với chúng ta đó chính là bởi vì bạn mê mất đi bản năng của bạn Dũng dĩ bạn có trí tuệ bạn đam mê mất đi trí tuệ cứu cánh viên mãn mê mất chứ không phải thật đã mất đi chỉ là mê mà thôi nếu như có thể phá trừ mê hoặc năng lực của bạn liền lại hồi phục do đó phật dạy chúng ta không gì khác hơn dạy chúng ta đem mê hoặc điên đảo trừ bỏ hồi phục bản năng chúng ta mà thôi cho nên phật độ chúng sanh việc này trên kinh đại thừa thường nói phật không độ chúng sanh phật không hề độ chúng sanh chúng sanh làm thế nào có thể thành phật chứ là bạn chính mình thành phật phật chỉ là ở ngay trong đó giúp đỡ bạn việc giúp đỡ này chỉ là xem cái bạn mê như thế nào đem những chân tướng sự thật này nói cho bạn nghe sau khi nói rồi bạn liền giác ngộ sau đó bạn đem cái mê hoặc của bạn buông bỏ thì bạn liền thành phật thôi từ chỗ này mà thấy phật pháp đích thực là sư đạo thầy giáo chỉ có thể dạy bảo chúng ta thành tựu của học trò thì nhất định chính nó phải cố gắng nỗ lực mới thành tựu được ở phương diện này thầy giáo không thể giúp được việc mà thầy giáo có thể giúp chỉ là đem những lý luận này nói rõ ràng những phương pháp kinh nghiệm mà chính họ tu học chứng quả cung cấp cho chúng ta làm tham khảo mà thôi vì vậy trong phật pháp không có mê tín đi là việc mà trước tiên chúng ta phải nhận biết đó rõ ràng phải đem cái quan niệm này sửa đổi lại phật pháp là giáo dục phật pháp là đạo thầy trò chúng ta nhìn phật phải xem thấy là một thầy giáo ngày nay chúng ta xây dựng đạo tràng chúng ta cúng tượng phật không phải đem phật xem thành thần minh để cúng bái đem phật bồ tát xem thành thần minh để cúng bái đó là tôn giáo do đó ngày nay chúng ta gọi phật giáo là tôn giáo thực tế mà nó cũng không thể nào phủ nhận vì sao vậy phật giáo đích thực đã biến thành tôn giáo rồi đây là việc rất bất hạnh bạn xem người học phật có bao nhiêu người có mấy người không đem phật bồ tát xem thành thần minh để cúng bái xem thành thần để cúng dường đây là một ngộ nhận rất lớn ngộ nhận này đã quá phổ biến người thông hiểu Chúng ta cúng dường hình tượng của Phật Có hai ý nghĩa Cái ý nghĩa thứ nhất Chính là ý nghĩa báo ân Cái ý kỷ niệm Giáo dục tốt đến như vậy Ở ngay đời này chúng ta có thể gặp được Có thể tiếp nhận Thật là quá may mắn Trong kỳ khai kinh thường nói Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Việc này một tí cũng không giả vì vậy chúng ta cảm ơn đội đức đối với thầy mà kỷ niệm ngài cũng giống như người trung quốc chúng ta cúng dường bài gì tổ tiên vậy đi gọi là uống nước nhớ nguồn chúng ta có ân tình sâu dày như vậy trong đó cái ý thứ hai là thấy người hiền mà nói theo nghĩ lại thích ca mâu ni phật ngài cũng là một người bình thường ngài có thể giác ngộ ngài có thể thành tựu vì sao ta không giác ngộ vì sao ta không có thành tựu vì vậy một tôn tượng đặt ở nơi đó là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính chúng ta là cái ý như vậy tuyệt đối không phải mê tín không phải đem các ngài xem thành thần minh để cúng bái trong phật giáo hình tượng của phật bồ tát thì lại rất nhiều cho nên có một số người cho rằng phật giáo không những là tôn giáo mà còn là tôn giáo bậc thấp tôn giáo bậc thấp chính là đa thần giáo phiếm thần giáo tôn giáo cao cấp chỉ có một thần chỉ có một chánh thần còn thần của Phật giáo thì quá nhiều, quá nhiều, mấy ngàn, mấy dạng. Vì vậy không những đã biến thành tôn giáo, mà còn biến thành tôn giáo cấp thấp. Kỳ thật, cái ý nghĩa này hoàn toàn đã bị người hiểu sai. Trong Phật Pháp, đích thực là danh hiệu của Phật rất nhiều. Bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói ra kinh dạng Phật danh Trong Đại Tạng Kinh Có một bộ kinh gọi là kinh dạng Phật danh Thế Tôn Vì chúng ta nói ra cũng sắp gần Có hơn một dạng Hai ngàn danh hiệu Phật Còn danh hiệu của Bồ Tát Thì còn nhiều hơn Vì sao lại có nhiều Phật đến như vậy Nhiều Bồ Tát đến như vậy Các vị cần phải biết Cái sự thật này trí tuệ trong bổn tánh của chính chúng ta vô lượng vô biên tài năng vô lượng vô biên tài nghệ một danh hiệu không cách gì biểu đạt như xã hội hiện tại này trong xã hội người có tài năng có địa vị đem danh thiếp của họ ra có đến mười mấy hai mươi mấy hàm tước vậy một điều là được rồi vì sao họ phải làm nhiều điều đến như vậy cái danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật Nếu nêu ra cũng có mấy dạng điều Biểu thị cái đức năng này Của Ngài là Vô lượng vô biên Ý nghĩa là như vậy Tất cả danh hiệu của chư Phật Là biểu thị đức năng vốn dĩ đầy đủ Trong bộn tánh của chúng ta Cho nên bao gồm Tất cả danh hiệu của Phật Chính là một con người của bạn Không phải người khác việc này phải nên biết bao gồm tất cả danh hiệu của bồ tát là biểu thị tu đức của chúng ta bản năng tự tánh của chúng ta là vô lượng vô biên thế nhưng nếu như nếu không cố gắng tu tập cái năng lực đó của chúng ta một thứ cũng không thể hiển lộ cho nên nhất định phải cố gắng tu tập danh hiệu của bồ tát là biểu thị tu đức danh hiệu của phật là đại biểu tánh đức đều là một con người chính mình ngoài một người chính mình ra nhất định không có người thứ hai bạn phải hiểu rõ ý nghĩa này bạn mới biết được phương thức giáo học của phật pháp nếu dùng lời hiện đại mà nói đó là bước vào nghệ thuật hóa cao độ không những có danh hiệu thôi bạn xem còn dùng điêu khắc dùng những hình tượng điêu khắc. Dùng hình tượng này để biểu thị. Bạn nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa chân thật của đó. Bạn mới có được lợi ích chân thật từ trong giáo học của Phật pháp. Mới chân thật thấu hiểu. đây là việc trước tiên chúng ta phải biết phật pháp truyền đến đời sau phật đạt không còn ở đời học trò của phật đem giáo huấn của thầy đời đời truyền lại cho nhau ở trong nhà phật chúng ta còn nghe được cách xưng hô gọi là hòa thượng gọi là xà lê gọi a xà lê thế nên người trung quốc chúng ta quen gọi là pháp sư những xưng hô này cũng không có trong tôn giáo hòa thượng a xà lê đều là tiếng phạn của ấn độ Ý nghĩa của Hòa Thượng là thân giáo sư Vậy thì nếu dùng lời hiện tại mà nói Ông chính là một vị thầy Đích thân dạy bảo chúng ta Nên chúng ta gọi ông là Hòa Thượng Ở trong một trường học Đích thân dạy bảo học trò Là thầy hiệu trưởng chính sách giáo dục là do ông định giáo trinh là do ông chỉ đạo những giáo viên kia là chấp hành mệnh lệnh của ông là giúp ông dạy cho nên giáo học thành công hay là thất bại hiệu trưởng chịu trách nhiệm giáo viên không chịu trách nhiệm do đó hiệu trưởng chính là hòa thượng thân giáo sư hòa thượng cái danh xưng này sức là tôn quý sức là thân mật thế nhưng trong đại học hiện tại ngoài hiệu trưởng ra có chỉ đạo giáo thọ chỉ đạo giáo thọ có thể nói ông cũng là thân giáo sư cũng có thể gọi ông là hòa thượng cho nên hòa thượng là một danh từ phổ thông Nó không phải là một danh từ Chỉ riêng có trong nhà Phật Danh từ phổ thông Đích thân dạy bảo ta Chúng ta gọi ông là hòa thượng Như chúng ta học tập trong trường Chúng ta chỉ gọi hiệu trưởng là hòa thượng Tất cả các thầy giáo khác Chúng ta gọi là A Xà Lê Hiện tại gọi là giáo thọ Ý nghĩa của Xà Lê còn chiên mãn hơn So với ý nghĩa giáo thọ thì giáo ngôn hành của ông Có thể làm mô phạm cho ta Ta phải nên học tập với ông Cho nên a xà lê là thầy quy phạm Chính là ngôn hành của ông Có thể làm mô phạm cho ta Làm điển hình cho ta Như vậy bình thường Chúng ta gọi là thầy giáo cho nên trong nhà Phật chúng ta từ trong xưng hô thì biết Nó đích thực là thuộc về đạo thầy trò Nó không phải là thần đạo Tôn giáo là thần đạo Lại nói một việc khó nghe nữa Tôn giáo đều là mê tín Còn tôn chỉ của Phật Pháp Là phá mê khai ngộ Phật nói rồi Vì sao bạn sống khổ đến như vậy Vì sao bạn luân hồi sáu cõi là bởi vì bạn mê Mê mất đi bổn tánh của bạn Mê mất đi tự tâm của bạn Cho nên trí tuệ đức đăng của bạn Đều không thể hiển lộ Nên bạn mới làm việc sai lầm Đối với chủ trụ nhân sinh Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói Thấy đều sai lầm làm sai rồi phía sau nhất định có kết quả kết quả chính là sáu nẻo luân hồi chính là hiện tại trải qua ngày tháng khổ đến như vậy mục đích giáo học của phật pháp là muốn giúp đỡ chúng ta lìa khổ được vui lìa khổ được vui là từ nơi quả mà nói trên thực tế là chỉ đạo chúng ta phá mê khai ngộ phật nói khổ từ do đâu mà đến do mê mà ra bạn đối với vũ trụ vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta nhân sinh là chính chúng ta đối với mình đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình hoàn toàn không hiểu rõ đó là khổ bạn nghĩ sai rồi thấy sai rồi làm sai rồi thì sao bạn không khổ chứ nếu như bạn đều thông hiểu điều rõ ràng rồi triệt để minh bạch rồi bạn liền được vui vì sao vậy cách nhìn cách nghĩ của bạn đều chuẩn xác hoàn toàn không sai lầm đời sống của bạn đương nhiên an vui do đó phá mê khai ngộ đó là nhân ly khổ đắc lạc là quả là việc mà chúng ta chính mình hưởng thọ thầy giáo dạy chúng ta làm thế nào phá mê Làm thế nào khai ngộ Thầy không có một tí yêu cầu nào Đối với chúng ta Việc này các vị nhất định phải biết Chúng ta làm đệ tử của Phật Cùng học với Thích Ca Mâu Ni Phật Phật có yêu cầu thứ gì Đối với chúng ta hay không Cái gì cũng không Vô điều kiện Những việc này Thầy đều phải tường tận Một thầy giáo chân thật tốt Đối với học trò Không có mong cầu Nhìn thấy học trò này giác ngộ rồi Thì rất quan hỷ Nhìn thấy học trò này Ly khổ đắc lạc rồi Thì rất vui mừng Cũng giống như Cha mẹ Nhìn thấy con cái của chính mình vậy nó giáo dục thành tựu Nó ở trong xã hội sự nghiệp thành tựu Xem thấy rất quan hỷ Rất vui mừng Ý này hoàn toàn giống nhau Ý nghĩa của Phật Cái trí này là thể Tác dụng của nó Chính là giác ngộ Cho nên là Có thể có dụng cái giác ngộ đó là gì vậy? Thông thường chúng ta gọi là Pháp Dùng cái chữ này làm đại danh từ Pháp Chính là tổng đại danh từ Sự lý tâm cảnh Của vũ trụ dạng hữu Chính là một câu này Tâm tư cảnh giới Lý luận của vũ trụ nhân sinh chân tướng sự thật Thấy đều có thể lý giải chính xác Nên gọi là giác Đó là giác ngộ Phật Pháp Vì sao không thuộc về triết học vậy? Âu Dương Cảnh Vô nói Cũng rất có đạo lý Phật Pháp không phải tôn giáo Nghĩ lại đó đích xác xác thực Không phải là tôn giáo Vậy thì vì sao đó không phải là triết học vậy? Trong triết học thì có năng giác, có sở giác Có năng, có sở Trong Phật Pháp không có năng sở Cái tầng này thì rất khó hiểu Chúng ta gọi Phật Pháp thầm thâm Thầm thâm ngay ở chỗ này Trong Phật Pháp gọi năng cùng sở là một, không phải là hai trong kinh Kim Cang nói Như Lai giả chư pháp như ý. Ở trong kinh điển, Thế Tôn lại giải thích ý nghĩa của chữ Như. Như là gì vậy? Nhất Như, dạng pháp nhất Như. Nhất mới Như, nhị thì không Như năng giác cùng sở giác nếu như là hai vì thì các pháp không phải như ý rồi nói hai đó chính là triết học ngày nay chúng ta có thể dùng định nghĩa của triết học để có thể bao gồm nó thế nhưng đó không phải là hai nó là một ở trong triết học không có năng sở không hai cái ý này rất sâu rất rộng cũng rất là khó hiểu khó lý giải người xưa bất đắc dĩ đã dùng mọi thứ thí dụ thí dụ chúng ta thường nghe được chính là dùng vàng làm món đồ thì mọi món đồ đều là vàng vì vàng cùng món đồ là một hay là hai vậy từ tướng mà nhìn thì không phải một từ thể mà nhìn thì không phải hai không một không khác đây là chân tướng sự thật phải dùng tâm tỉ mỉ mà thể hội mới có thể chân thật thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh bao gồm tất cả kinh điển đại thừa có thể nói đều là nói cái đạo lý này đều là nói cái sự thật này cái sự thật này rất khó lý giải chân thật thông hiểu rồi nhận biết rõ ràng rồi thì gọi là phật tri phật kiến kiến giải của bạn tư tưởng của bạn sẽ không hề khác nhau Với chư Phật như Lai Thế nhưng Phạm Phu chúng ta làm mê Mê ở nơi đâu vậy Luôn là đem tất cả sự việc đều phân thành đối lập Không biết tất cả việc Nó là một Không phải hai Phật Pháp ý nghĩa của hai chữ này sau khi chúng ta hiểu được đại khái cái mong cầu của phật pháp là gì việc này các vị cần thiết phải biết bao nhiêu người học phật ở trong cửa phật cầu cái gì chỉ cầu phát tài cầu thăng quan cầu bình an cầu những thứ này cầu những thứ này trong cửa phật không cầu được vậy thì đi cầu thần chân thật mà nói với các vị thần cũng không thể giúp gì cũng bó tay hết cách đi gọi là mê tín đi gọi là giọng tưởng làm càng. Đó là sai lầm. Cái mà Phật Pháp mong cầu, bạn xem, trong tất cả kinh luận, có một danh từ gọi là A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Chúng ta cũng in trên biểu đồ. Đây chính là mong cầu của Phật Pháp. Cái danh từ này là có thể đem nó phiên dịch ra mà không dịch vẫn là dùng dịch âm của tiếng phạn loại không phiên dịch này gọi là tôn trọng không dịch có thể phiên dịch được chúng ta rất tôn kính đối với danh từ này nên giữ lại âm phạn của nó là tôn trọng nó không như từ phật đà từ phật đà là gì hàm nghĩa quá nhiều mà không dịch rất nhiều hàm ý bên trong từ này dịch thành ý Trung Quốc Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác Bồ đề dịch là giác Chữ tam cái âm này dịch là chánh Đi là mục tiêu giáo học của Phật Pháp Phật dạy cho chúng ta Hy vọng chúng ta thành tựu cái gì? Chính là hy vọng chúng ta Đều có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác danh từ này cũng cần phải tốn một ít thời gian để giải thích đó cho rõ ràng đây là cái Phật pháp mong cầu rất là quan trọng chúng ta học cùng với thích ca mâu ni Phật là học cái gì chính là học cái này trước tiên nói chánh giác giác là giác ngộ thế gian cũng có người rất thông minh rất có trí tuệ các nhà khoa học hiện đại tương đối thông minh khoa học kỹ thuật càng ngày càng mới bạn có thể nói họ không giác ngộ sao bạn có thể nói họ không thông minh chăng nhà triết học nhà tôn giáo đều rất thông minh năng lực giác so với người thông thường đều rất cao minh thế nhưng phật đều không thừa nhận họ là chánh giác tuy là họ có giác phật nói họ không phải chánh giác chiêu bài của nhà phật chúng ta là chiêu bài chữ chánh chiêu bài chữ chánh này không thể tùy tiện cho người vì sao giác của họ không chánh vậy phiền não của họ chưa dứt Tâm của họ không thanh tịnh Bạn xem Họ có thị phi nhân ngã Họ còn có tham sân si mạng Họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm không được thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Cái năng lực giác đó của họ có cao hơn Cũng không phải là chánh giác cho nên cái chính giác đầy của Phật pháp là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, giác ngộ rồi, đó gọi là chính giác. Do đó, chính giác cái tiêu chuẩn này trong thế gian pháp không có. Chúng sanh sáu cõi đều là tà tri tà kiến, không phải chính giác. Phật yêu cầu chúng ta phải chánh giác đến được chánh giác ở trong nhà phật chúng ta cũng có một học vị cũng giống như đi học ngày nay vậy chúng ta nhận được một học vị học vị này là thấp nhất như học đại học tốt nghiệp đại học rồi nhận được học vị đại học chính giác chúng ta là học vị sơ cấp danh từ của nó gọi là a la hán các vị phải biết A-la-hán Bồ-tát Phật Là tên gọi học vị trong nhà Phật Việc này Phải nên hiểu Bạn được giác ngộ rồi Thì gọi bạn là A-la-hán A-la-hán Không còn kiến tư phiền não Quả vị tiểu thừa Không những A-la-hán Không có Nhân ngã thị phi Cái ý niệm này Không có cái ý niệm tham sân si mạng Chúng ta từ trước Luôn cho rằng Phải chứng được quả A-la-hán Mới có thể đoạn tận được kiến tư phiền não Đó là Không còn chấp cái thân này là ta Làm gì biết được ở trên kinh kim cang phật đã nói sơ quả tiểu thừa tu đà hoàng Kết giới quả dị a la hán còn rất xa rất xa sơ quả tiểu thừa tu đà hoàng đã phá được bốn tướng trên kinh kim cang nói ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng đi là xem thấy được trong Kinh Kim Cang Thế nên Phật đói Sơ quả gọi là nhập lưu Họ đã được vào dòng thánh Họ đã chứng được Vì bất thoái Tuyệt đối không còn thoái chuyển xuống phạm phu Nguyên do gì vậy? Họ không còn chấp trước nhân ngã thị phi Không còn ý niệm này nữa Từ nơi phương diện này Chúng ta liền có thể thể hội được Giáo dục của Phật Đà Cùng với giáo dục của thế gian này Chỗ khác nhau là chỗ nào Trước cuộc chúng ta phải học những thứ gì vậy Chúng ta học chư Phật Học Pháp chân thật Học chánh giác chỉ có chánh giác Mới có thể giải quyết được vấn đề Giải quyết vấn đề gì vậy Lìa tất cả khổ Được tất cả vui Chân thật lìa khổ Được vui Khổ vui Chúng ta nói được Rất thu thiện Lý chính chúng ta cái thân hiện tại này mà nói Bạn có sanh lão bệnh tử khổ Bạn có cầu bất đắc khổ Bạn có ái biệt ly khổ Bạn có oán tắng hội khổ Những cái khổ này Đều đang diễu loạn chung quanh bạn Không cách gì rời khỏi Sau khi học Phật rồi thì thế nào vậy? Những cái khổ này thật có thể rời khỏi những đồng tu tuổi lớn một chút từ trung niên trở lên nghĩ lại mình đã già rồi học phật thì có thể không già học phật có thể không bị bệnh cho dù trên thân bạn có rất nhiều thứ bệnh bạn chân thật học được phật rồi không cần thăm bác sĩ không cần phải uống thuốc bệnh của bạn tự nhiên sẽ khỏi đây là đạo lý gì vậy chính là bởi vì bạn đem đạo lý hiểu được rõ ràng rồi bạn không biết được bệnh của bạn là do đâu đến bạn không hề biết bệnh là do đâu mà ra cái bệnh của bạn vì sao mà phát triển bệnh đến sau cùng kết quả như thế nào bạn có biết hay không thầy đều biết hết rồi thì người có thể sẽ không bị bệnh bệnh tự do đâu mà ra do vọng tưởng mà ra một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sạc bậy bạn không dứt vọng tưởng thuốc thần tiên cũng không trị được bệnh của bạn vọng tưởng của bạn thấy đều không còn thì bệnh gì cũng đều không còn căn bản của sanh tử cũng là vọng tưởng bạn xem trong kinh hoa nghiêm nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai do gì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc đây là một lời nói nói ra được hết bệnh căn của chúng ta bạn tra đại tạng kinh xem có vị phật nào bị bệnh qua có vị phật nào tỏ ra trước già yếu không không có có vị bồ tát nào bị bệnh không hề nghe nói qua vì sao phật bồ tát a la hán không bị bệnh vì sao phật bồ tát a la hán không già không những không già họ cũng không chết cái không chết là thật một tí cũng không giả nguyên nhân không gì khác họ đem chân tướng của vũ trụ dân sanh hiểu được rõ ràng hiểu được thấu đáo tất cả tùy thuận tự tánh họ liền được hiệu quả tốt đến như vậy chính là ngày nay chúng ta thường nói tự nhiên sinh thái hoàn toàn phù hợp với tự nhiên sinh thái một tí ý niệm tạo tác trong đó cũng không có thuận theo tự nhiên thì tự nhiên rất khỏe mạnh nếu chúng ta khởi vọng tưởng làm cho sinh thái tự nhiên của nó bị thay đổi khi vừa thay đổi thì bị đổi hư đi liền xảy ra bệnh tật bệnh tật là do như vậy mà sanh ra cho nên cái bệnh này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước đây là gốc bệnh học phật thì sao học phật chính là phải y theo giáo huấn của phật trừ bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước hồi phục lại tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ chân thật chính là chánh giác vì vậy tâm không thanh tịnh có thông minh trí tuệ phật bồ tát không thừa nhận họ là chánh giác nhất định tâm phải thanh tịnh cái trí tuệ đó mới gọi là chánh giác nó mới là hữu dụng đạt được chánh giác việc này ở trên kinh phật nói bạn liền có năng lực siêu diệt sanh tử luân hồi đã siêu diệt sanh tử luân hồi rồi vậy thì còn bệnh gì nữa chứ làm gì có bệnh tật nữa không còn sanh tử còn có thể giải quyết như những vấn đề nhỏ trong đời sống của ta Thì có gì không thể giải quyết được chứ Bạn ở ngay trong đời này Liền có thể đạt được Hạnh phúc tự tại An vui mỹ mãn chân thật Chúng ta học Phật Là được những thứ này Đây là tiếp nhận giáo dục của Phật Đà nếu như bạn đem tâm trạng của tôn giáo mà học phật thành thật mà nói bạn hoàn toàn không thể có được những thứ này do nguyên nhân gì vậy do mê tôn giáo chú trọng cảm tình tình cảm tình là mê không phải là lý trí Tôn giáo càng mê càng tốt Vì sao vậy? Bạn mới là tín đồ kiền thành Bạn không bỏ đi mất Vậy mới kéo được bạn Nắm chặt được bạn Bạn không thể nào bỏ đi Bạn mỗi ngày phải đi cúng bái họ Họ tiếp nhận cung kính của bạn Tiếp nhận cúng dường của bạn Thế nhưng Phật Pháp không phải như vậy Phật Pháp là đạo thầy trò phật pháp là sư đạo, sư đạo là chỉ nghe đến học chưa nghe đến dạy. Là bạn đến cầu học. Không có thầy giáo chạy đến nhà của bạn để dạy cho bạn. Đi là đạo lý gì vậy? Thầy giáo đến nhà của bạn dạy cho bạn. Bạn sẽ không tôn trọng, không tôn kính đối với thầy giáo. Thầy giáo có tốt hơn. Bạn theo ông ấy học cũng không học được thứ gì cho nên thầy giáo tuyệt nhiên không nhất định muốn bạn phải cung kính thế nào đó đối với ông nếu như có cái tâm như vậy vì thầy đó không phải là một vị thầy tốt thế nhưng bên trong có một đạo lý một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích thí dụ nói có mười học sinh theo một thầy học vì sao có học trò học được nhiều có học trò thì không học được thứ gì bạn tỉ mỉ mà quan sát xem thử Học trò mà học được thì rất cung kính đối với Thầy Vì sao cung kính đối với Thầy thì học được vậy Cung kính Thầy thì chịu nghe lời Thì dạy họ như thế nào thì họ làm theo như thế đó Đương nhiên là họ học được tốt Đối với Thầy không cung kính, không nghe lời Không nghe lời thì không có cách gì Đương nhiên là họ sẽ không học được thứ gì cho nên người nghe lời một trăm phần trăm chính là cung kính 100%. phần trăm. Có thể thấy trong đây thật có đạo lý. Giáo học của thế suốt thế gian đều không vượt ngoài một nguyên tắc này. Chúng ta ở trong truyện ký Phật giáo Xem thấy rất nhiều tổ sư Đại Đức Khi các ngài còn trẻ đi cầu học Thăm viếng một vị thiện tri thức Ngày này chúng ta gọi là có đạo đức Cao nhân có học vấn Trong truyện ký ghi chép rằng Vị thiện tri thức này nói với họ con ở chỗ ta đi không học được thứ gì Con nên đi đến chỗ có một gì nào đó Con theo ông ấy học Con sẽ có được thành tựu Chị học trò này cũng không tệ Quả nhiên nghe lời chỉ điểm của ông Đến dưới hội của người đó Ba năm, năm năm Thì được khai ngộ, thì được chứng quả Vậy đây là đạo lý gì vậy? Việc này chúng ta xem thấy Ở trong truyện ký Rất nhiều dân chương Trung Quốc Là nói thẳng tắt Không quanh co Nói chuyện nói mấy giờ đồng hồ Khi ghi chép chỉ có mấy câu Ghi rất là đơn giản Vì thì kiến thức đó nhìn thấy người đó Cũng giống như hiện tại chúng ta xem thấy một người vậy Nhất định là phải hỏi Bạn họ gì? Bạn tên là gì? Bạn là người ở đâu? bạn đã học qua những thứ gì rồi Việc này nhất định là phải hỏi Vừa hỏi thì liền biết được Bạn thích học là những thứ gì Hơn nữa Ngay trong những đại đức thời hiện tại Bạn kính phục nhất là người nào Khi họ chỉ điểm cho bạn Là chỉ điểm người mà bạn kính phục nhất Bạn theo ông ấy mà học Bạn sẽ nghe lời ông ấy vì sao ông không thể dạy cho bạn Vì bạn không bội phục ông Ông ấy dạy cho bạn bạn sẽ không tin tưởng Bạn không thể tiếp nhận mà Nguyên do ở ngay chỗ này Tuyệt nhiên không phải họ có thần thông Chỉ đó đến nơi đó Quả nhiên nó chịu đến nơi đó Thì thành tựu thôi Kỳ thực trong lúc đối chuyện rõ ràng tường tận Thông suốt minh bạch Cho nên chúng ta muốn hỏi cả đời này của chúng ta Không gặp được một thầy tốt Lời nói này Cũng có đạo lý Thầy tốt có thể gặp Không thể cầu Rất không dễ gì gặp được Sau khi gặp rồi Bạn có chịu theo ông ấy học không? không chịu theo ông ấy học thì vẫn là uổng phí cho nên nhất định là ngay trong tâm chính mình một người mà mình tôn kính nhất mới có thể phát sinh tác dụng cũng đồng câu nói như vậy đồng một đạo lý như vậy ở trong miệng người mà mình xem thường nói ra căn bản là không thể tin tưởng Không thể tiếp nhận Hơn nữa còn muốn bắn họ Người mà ngay trong tâm mình kính phục Lời mà người đó nói ra Như là được ban thánh chỉ liền lập tức y giáo phục hành Thì làm sao có thể giống nhau chứ Do đó bạn muốn hỏi Chúng ta chính mình tương lai Có thể có được thành tựu hay không Rất đơn giản Bạn phải chính mình trở về nhà Cố gắng xét nghĩ lại vì thiện tri thức nào mà bạn kính phục đó Một lòng một dạ Theo học với ông ấy Như vậy mới không sai lầm Bạn mới có thể thành công Nếu như thiện tri thức Mà bạn thích quá nhiều Vì thì tâm cung kính đó của bạn không phải là thật Đó là giả Tâm của bạn là rất loạn Thay đổi không chừng Không những Phật Pháp Bạn không cách gì tu học Thế gian Pháp Bạn cũng học không được tốt Không luận thế Pháp Phật Pháp Nếu muốn học tốt Nhất định phải hiểu được một đạo lý Một môn thâm nhập nhất là phật pháp muốn chân thật có thể học được tốt chỉ một vị thầy một vị thầy thì cả đời này của bạn đi một con đường con đường này sẽ dễ đi nếu hai vị thầy là hai con đường hai ngã làm sao bạn đi ba vị thầy là ngã ba đường bốn vị thầy là ngã tư đường bằng tiêu rồi. Ngày nay người trẻ tuổi ham học rất nhiều, vì sao không thể có thành tựu, đều đang ở ngã tư đường. Không nơi quyết định. Lỗi lầm phát sinh ở ngay chỗ này. Đã là học Phật không những thân cận một vị thầy còn phải chuyên tu một pháp môn bạn mới có thể có thành tựu thành tựu gì vậy được tâm thanh tịnh các vị nên biết thành tựu là bạn được tâm thanh tịnh hiện tượng của tâm thanh tịnh Phiền não giảm Trí tuệ tăng trưởng Vậy thì có được thọ dụng Bao gồm tất cả vấn đề Của thế xuất thế gian Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết Ngoài trí tuệ ra Không có phương pháp gì thứ hai Có thể giải quyết vấn đề Cho nên Phật Pháp giảng trí giảng giác không thể thiếu thứ này phải chánh giác chúng ta nói thiết thực hơn giải quyết vấn đề bản thân hiện tại của chúng ta giải quyết vấn đề sinh hoạt ngay trước mắt ta ta phải làm cho đời sống của ta trải qua được tự tại trải qua mỹ bản trải qua hạnh phúc mở rộng ra giải quyết sự việc gia đình của ta giải quyết việc công tác của ta giải quyết cả những vấn đề của xã hội phải có trí tuệ trí tuệ chân thật do đó trong trí tuệ xen tạp phiền não thì không thể giải quyết vấn đề ngày nay người thông minh rất nhiều đặc biệt là nhà chính trị mỗi người đều cho rằng mình rất thông minh làm cho xã hội càng ngày càng thêm loạn là bá tánh càng ngày càng thêm khổ nguyên nhân gì vậy trong trí tuệ xen tạp các phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước những thứ này chưa dứt cho nên khởi tâm động niệm thì họ liền nghĩ đến lợi ích của ta bạn thấy ngã chấp đang tồn tại phật nói với chúng ta trí tuệ chân thật thứ nhất là phải phá đi ngã chấp vậy mới là trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thật công phu chân thật đọc kinh đại thừa cũng là uổng phí kinh đại thừa tuy là đọc được rất nhiều hoàn toàn hiểu sai ý trinh kệ khai kinh nói rằng nguyên giải như lai chân thật nghĩa những người này là giải sai chân thật nghĩa của như lai bạn nói xem còn cách gì chắc? vì sao họ giải sai vậy họ có lòng riêng tư khởi tâm động niệm Là họ phải cân đo đến lợi ích của chính họ Vậy thì hư rồi Trái lại Không có được lợi ích Nếu như có thể lìa bỏ lòng riêng tư này Bạn sẽ có được lợi ích chân thật Vậy thì do đây mà biết Chánh giác đó có tiêu chuẩn Lại nâng cao thêm một học vị nữa Gọi là chánh đẳng chánh giác Tương đương với học vị thạc sĩ Bằng với Phật Đương nhiên họ chưa thành Phật Bằng giới Phật mà thôi Cao hơn so với A-la-hán Cao hơn chánh giác Trong chánh giác vô ngã Các vị cần phải biết Chỉ có vô ngã Mới có được năng lực Phân biệt chân giọng Phân biệt tà chánh Phân biệt thị phi Phân biệt lợi hại Bạn mới có cái năng lực này Nếu như ngã kiến chưa phá Nhất định bạn không có được năng lực này Người thông thường cho rằng Mình đã làm được rất nhiều việc tốt Cho rằng mình đã tu được rất nhiều công đức Tôi thấy không phải vậy đâu Có rất nhiều người Đang rất nỗ lực tu công đức Người làm việc tốt Tương lai đều phải đọa ba đường ác Do nguyên nhân gì vậy? việc làm tốt đó của họ như phải mà không phải, không phải việc tốt, không những tương lai không được tốt, ngay trước mắt cũng không tốt, xem thấy dường như là một việc tốt, khi thực đang làm sai. thí dụ đạo tràng Phật giáo chúng ta làm những việc từ thiện bạn nói xem có tốt hay không xã hội khen ngợi quốc gia còn tặng cho bạn một tấm biển lớn để bạn treo lên bạn đối với xã hội có cống hiến rất lớn đó có phải là việc tốt hay không xem thế thì là việc tốt thực tế là việc sai sai ở chỗ nào vậy đạo tràng của phật giáo là làm những việc gì vậy là giáo dục của phật đà đây là bổn phận công việc của bạn giống như bạn thành lập một trường học mở ra một trường học trường học làm những việc gì thì giáo và học trò ngày ngày phải lên lớp đây là việc chính hiện tại thì giáo không dạy học học trò cũng không lên lớp mỗi ngày đi làm những việc từ thiện vậy là việc tốt hay sao sai mục tiêu rồi cách làm như vậy vì hiệu trưởng đó sẽ bị cách chức học sinh sẽ bị khai trừ cho nên nhất định phải phân biệt chân vọng tài chánh phải rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo lại nói Đạo tràng này của chúng ta Cho nên tôi khuyên đồng tu của chúng ta Đáng quý của đạo tràng Chính là giúp đỡ mọi người Phá mê khai ngộ Do đó Cần thiết phải có một tông chỉ Có một mục tiêu Đạo tràng này của chúng ta Là đạo tràng tịnh độ Trung Quốc có 10 tông phái lớn Đạo tràng chúng ta đi là tịnh độ ở trong đây chỉ hoàng dương những gì của tình độ Mọi người đến nơi đây Ta chỉ có một cửa Một con đường Nếu như trong đạo tràng của chúng ta Còn có thứ của Pháp Tướng Tông Còn có thứ của Pháp Hoa Tông Còn có thứ của các tông phái khác Khi mọi người đến đây Sẽ nghĩ trước cuộc phải học thứ nào cho tốt đây Trên bề mặt bà xem thì đạo tràng này rất cừ khôi Tâm lượng của Pháp Sư rất rộng lớn Bạn xem ông ấy đều bao giúp tất cả Kỳ thật là sai Bạn khiến cho đại chúng đến nơi đây Khi đến đây không biết theo ai Đi là tội lỗi Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ Địa chỉ mail Vọng Tây Cư Sĩ Amok gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem